văn văn tê vi sâm vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha se la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giảm bi ma văn phành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha se la ni ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa thanh tâm và vào đạo tràng. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Ma, Nam mô Sang Thầy. Ai kính lễ thượng tọa thanh tâm. Lâu quá thượng tọa mới đến pháp hội, kính thỉnh thượng tọa thanh tâm hoan hỷ trường quy giới cho đạo tràng pháp hội. Alo, thượng tọa thanh tâm nghe rõ không? Hôm trước có nhận của thượng tọa 100 đô. Thành kính trên thượng tọa rất là nhiều. Alo, thượng tọa thanh tâm nghe rõ không? Rồi, thấy bàn tay đẹp, xin mời. Dạ, mô Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn Sư Trí Đức. Con xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền tâm quy ngũ giới đến Phật tử. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami, Tatichambi Buddhang saranang gacchami, Tatichambi Dhammang saranang gacchami, Tatichambi Sanghang saranang gacchami. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyam Sanghang Saranang Gacchami. Ti Saranagahanang Paripunang Panati Pata Veramani Sika Padang Samadhiyami. Adinnadana Veramani Sika Padang Samadhiyami.
Kame sumicca chara veramani sika padang samadhiyami musavada veramani sika padang samadhiyami surame raja machappamadathana veramani sika padang samadhiyami. Panati bata quê ra mani si kha ba dang sa ma di ya me adinna da na quê ra mani si kha ba dang sa ma di ya me ka me su mi cha cha ra quê ra mani si kha ba dang sa ma di ya me ma u sa wa da quê ra mani si kha ba dang sa ma di ya me Sura me da yama cha pa ma da tha na Vệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya me Ima ni pancha si kha ba da ni sa du kang ka toa appa ma de na ni cha ka lang sa ma rakhi tappang Silena sugatin janti, silena poga sambada, silena nipputin janti, tasma silang viso thaje. Amapante Saatu lantai Uattamange na vande hang bada pangsum varuattamang Bồ Thầy Giờ Khá Lý Tổ Đô Sơ Bồ Thô Khá Mà Tu Tăng Mà Măng Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con Ủa tâm ăn ghê nào quanh đê hăng thầm anh cho được vị thân và răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mơ thầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con ủa tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cho được vị thọ tâm ăn Sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô Cầm mặt tu tăng mà măng Con đem hết lòng thành kính cúi đầu Làm lễ hai bậc tăng bảo Là phàm tăng và thánh tăng Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo Cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con Sappa Buddha Nubhavena, Sappa Dhamma Nubhavena, Sappa Sangha Nubhavena. Do nhờ đức của chư Phật, do nhờ đức của giáo Pháp, do nhờ đức của chư Tăng, do nhờ đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ đức của tám muôn bốn ngàn Pháp Môn, do nhờ đức của Tam Tạng, do nhờ đức của chư Thinh Văn Đệ Tử Phật, tất cả các tập bệnh của người, tất cả sự lo sợ của người, tất cả sự tai hại của người, tất cả sự khó chịu của người, tất cả điều mộng mị xấu xa của người, tất cả điều chẳng lành của người, cầu xin cho được tiêu diệt. Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thịnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui, cầu xin hàng đến cho người. Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc điều oan kết, hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch, hoặc sự khó chịu, hoặc nhiều sự tai hại. Cầu xin cho được tiêu diệt do nhờ các đức, nhất là đức của chư Phật. Sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi, hoặc sự thịnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui. Tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người, tất cả hạnh phúc hằng đến cho người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, con xin gửi mít lại cho đạo tràng.
xá thu lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ màu giải thoát cái liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ma tai nước lửa minh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện dình tam học cho định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Hải trương áo ngọn cờ chân ly, hai hùng dương tranh pháp cao minh, những lúc bàn tay kinh khủng, lạnh lùng siết chặt tim ta, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thành, vì như ta họ cũng run sợ hãi hùng. Giữa rừng già hiu quạnh, trong bóng tối chậm trùng, khi ngọn đèn hy vọng lao chao muốn tắt, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thành, vì như ta ánh sáng họ cũng tàn. Trong giờ phục lâm ly hấp hối, lời ngàn giữa đôi môi lệ trào như suối, đừng tưởng đến chư thiên thần thành, vì như ta họ cũng nhỏ lệ biệt ly. Hãy ngước mắt lên nhìn ngọn cờ tam bảo, tưởng nhớ Đức Thế Tôn bậc chiến thắng oai hùng. Đức chánh pháp ánh sáng hoàng vĩnh cửu, đến tăng già tập đoàn giới tỉnh đức cao. Thời đạo hữu là chiến sĩ giữa quân thù phiền não, mắt đừng lìa ngọn tam bảo y kỳ, tâm đừng xa ân đức Phật phạm tăng, hãy dũng tiến trên con đường giải thoát. Dặn kinh chi cô sa la cảm mang cách tâm băng khi đi dân mà cả dê nà quả cha mana sa đi đa sẽ su ga tăng ga tăng dê sa ta san nhi nô a thị dê cho sa ta a san nhi nô các tăng của nhà phà lăng mày hàng sa bê phà ghi phà quan tu tệ dê tăng các tăng sư quý đi tăng điện năng của nhà phà lăng mày dạ dê các ta thân a cha nan ti đệ qua gần ta ni dễ đã dâm sắp bê lô cầm ni dễ sát ta chị quan ta hạ ra hê tu ca mà mùn năng phô cha năng sắp bê đắp phà mà a chê các sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức cùng chư tôn đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama.
Nam mô Bụt Tha Dạ, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sangha Dạ. Dạ, cũng vừa đúng giờ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học lại câu cầu hấp của kinh số 302. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu bạch Ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, một lần nữa, nhà xà thủ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn, kính đức tăng, kính lễ thượng tọa thanh tâm. Xin chào chư thiện nam thiện nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật ngôn 302. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratana Taya Sawanda Mi Bất thù mất hệ tù yá ràng tất thà gà tổ lô Cú tà mô sắp bá gà rù vi chết thà cổ lô Cá sá sá thà chá lạc đầm mó cù Vui đồ vần đà má hành tầng ná ra cù Chá nể nhắc rằng Như lai đức bác hình pháp màu Ngài bậc trí thức Không đâu sánh bằng Thoát ly phiền não trôi căng Tôi thượng giáo chủ Trí năng vô lượng Tứ đế Ngài đã tin tưởng thông minh đệ bảo dân đơn thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ giác tá sa sát thu nô lô ca nam mần thá sa vi đà ca rô cô sa pa nhu bu tháp và ti phù ti tần nhã tô vần đà ma hành tầng na ra phù chân này giác tầng pháp bảo vi như ánh vàng như lai soi sáng vạt màng vô minh phá tan lâm đặc dũng sinh để dòng tổ quân minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân cù quý số thô số gá tá sát sa quá cô sức kha số ca mô ra thầm mất sức khá cô liền đà bất sân sa đi a la đá rô quá rô quanh đà mất hành tầng nó ra phù trên này giác cần tăng bảo xin vân Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ tiểu pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ratana taya te che nasikha me e tuva thanang tassa bi anupa we nasaha saye nasikatu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô Bụt Tha Dạ phần tán dương ân đức tam bảo đã xong hôm nay đi vào bài học 302 bài học này thì chúng ta cũng đã sinh hoạt nhưng mà không đủ thời gian khó quá hôm nay có thượng tọa thanh tâm hoàn hỷ cũng giúp dùng ha cái bài này khó quá đọc cũng khó mà coi như nói xuất gia cũng khó rồi sinh hoạt gia đình cũng khó nghĩa là tu cũng khó mà không tu cũng khó thôi phải nhờ thượng tọa thanh tâm hỗ trợ dùng ha hôm trước thì chúng ta coi như trong ý nghĩa tự vựng cũng đã xong rồi ha rồi bây giờ coi như chúng ta đi vào cái vấn học trước rồi hỏi sau ha tức là chúng ta đọc khi đọc rồi này kia rồi có ấn tượng những cái từ này chúng ta thắc mắc chúng ta đi vào cái phần thảo luận sau khi nghe cái duyên sự xong ha thì chúng ta có thời gian để thảo luận tại sao đi tu mà khó
Tại sao ở gia đình vui như vậy mà nó sinh hoạt cũng khó, rồi sống chung đụng với nhau thì là khổ, rồi phiền não khổ đau luân hồi cũng khổ. Thì bảo rằng hôm nay để cho phiền não, để cho đau khổ nó chi phối, mà đừng có chạy theo những cái tục lụy đó, bởi vì đưa chúng ta lên xuống trong sự sanh tử. Thì ý nghĩa của Phật môn tương đối như vậy, nhưng mà nó rất là rộng, chứ không phải là chúng ta chỉ thấy mấy câu này và nói là ồ dễ quá, không có dễ đâu. Thông tin quý vị đọc trong phần Bali đọc cũng léo lưỡi luôn chứ không phải là dễ đâu nha. Chúng tôi hướng dẫn quý vị đọc. Bây giờ có tất cả 6 câu ha. Chúng ta chia ra làm 3. Quý vị chia ra làm 3. Chắc là một lần chúng ta đọc 2 câu. Đừng có nên dừng lại từng câu một. Nếu mà đọc từng câu một như vậy chứng tỏ chúng ta đang đánh vần. Nhưng mà đọc một lần 2 câu thì bổ sung ý nghĩa nào. Chúng ta xin đọc kia. Đúc bóc bách chẳng đu ra phí ra măng đu ra hoa xà khát ra đúc khà đúc cô sắp mà na sang hoa sô đúc khà nô bát tí táp thạ gù tasma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha lu pa thi tô si ya. Quý vị hay lần đọc 2 câu nha. Đúc bóc bát chằng đu ra phi ra măng đu ra hoa sa kha ra đúc kha đúc khổ sắc ma na sang hoa sô đúc kha nu pa thi tắc tha gu tas ma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha nu bát ti tô si ya. Đọc lại lần thứ 3 nha. Bắp bát chăng đu ra phi ra măng đu ra hoa sa kha ra đúc kha đúc khổ sắc ma na sang hoa sô đúc kha nu ba ti tắc tha gu tas ma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha nu ba ti tô si ya. Vui thầy vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đọc. Bởi vì cái vấn đề trường âm, đoạn âm quý vị đã nắm vững rồi, thì bây giờ chúng ta đọc để nhận định chỗ nào chúng ta đọc đúng, chỗ nào chúng ta đọc sai ha. Hôm trước cũng đã phân tích rồi ha. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta đánh nhanh thuốc lẹ ha. Rồi mời Sít Kim. Xin kính chào sư trí đức, sư Thanh Tâm, hình như con thấy có đó, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Đét ơi sư ơi, con nghe giọng sư hơi bị làm sao ta, không có sung mãn giống như ông già găng, ông sư găng nữa, thấy nè nhè, thấy mệt mỏi lắm sư. Chắc kỳ bữa, kỳ thứ tư á, mà lễ gì đó mà sư nói á, một tháng một lần đó chắc đông người lắm ha sư, mệt hết xí quách luôn sư ha. Và con xin chúc sư mạnh khỏe và mau bình và mau lấy lại sức. Con thấy bữa nay sư đọc mệt mỏi dữ lắm sư. Cảm ơn quý vị cho biết nghe tiếng rõ nè. Cô Như Quang, cô Thiên Vũ, Lạc Hà, Hồng Kiều. Quá nhiều rồi. Dạ xin cảm ơn hết quý vị nha. Dạ thôi bắt đầu đọc nha. Không biết có nghe lớn không? Để dám nói cho bự lên chút. Cái câu này tới 6 câu dài dữ lắm đó. Để lấy hơi cho đủ hơi để mà đọc. Dạ sư bình tĩnh nha, con đọc nghe sư. Kỳ này lần trước con đọc chậm chậm á, để cho rõ từng chữ, sư nói con đọc nhè nhè, đọc chậm,
Kỳ này con đọc vừa, rồi sau con đọc sẽ nhanh. Sư nghe con đọc nha. À, bữa nay con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 302, học lại. Đúc bắp bách chăng, đúc ra phí ra măng, đúc ra hòa xà khá ra đúc khà, đúc khổ xá mà ná sẵn hòa sổ, đúc khà núp bát tí thấp thá gù, tát mà ná khắp thá gù xí già, ná chá đúc khà núp bát tí tổ xí già. Đúc bắp bách chăng, đúc ra phí ra măng, đúc ra hòa xà khá ra đúc khà, đúc khổ xá mà ná sẵn hòa sổ, đúc khà núp bát tí thấp thá gù, Tasma na chấp tha gu si ya na cha dukkha nupati to si ya dukpap tat chang durapi ramang dura wasa kara dukkha dukkho sama na sang waso dukkha na purupati thap tha gu tasma na chấp tha gu si ya na cha dukkha nupati to si ya. Đọc một lần nữa bà muốn hết siêu quát hồi đọc lại lần nữa cho nó đàng hoàng. Đúc bát bát chăng, đú đá phí rá măng, đú rà hòa xà, khá rà đúc khà, đúc khô xá mà ná sẵn hòa sô, đúc khà nú bá tí thấp thá gù, tát mà ná chấp thá gù xí già, ná chát đúc khà nú bá tí tô xí già. Đọc kệ luôn đây sư, để hồi con hỏi trả lời kệ nghe sư. Đúc bát bát chăng, đúc rà phí rá măng, đú rà hòa xà, khá rà đúc khà, đúc khổ mà na sang hoa số dukkha nupati thap tha gu tak ma na chap tha gu siya na cha dukkha nupati to siya. Vui hạnh xích già khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bản không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn có sai cái gì xin sư sửa. Con xin trả máy lại ạ. Alo, Sik Kim. Sik Oan, sa thú ha. Vâng, Sik Kim đọc như vậy là chạy chữ là một ha. Vâng, đề thứ hai là trường âm đoạn âm ha. Nhưng mà cái thứ ba là Sik Kim chú ý ha. Tại sao mà lại đọc từng câu một? Giống như nhạc rap vậy, đọc lần hai câu, dừng lại câu số 2, dừng lại câu số 4. Vậy sao mà đọc từng câu một vậy? Dòng kinh cũng giống như dòng kệ. Khi đọc dòng kinh một cách nghiêm túc, trường âm, đoạn âm rõ ràng, rồi đọc qua dòng kệ là nó phá đi cái dòng kinh, cũng đọc từng câu một. Thế vì đọc một lần hai câu, tại sao đọc từng câu một là cái gì? Cái ý nghĩa nó giống như là một cái vấn đề mà đã ráp nối. Hai câu thì bổ sung ý nghĩa cho nhau, còn một câu một như vậy thì thấy bị đứt đoạn. Nghe lại ha. Đúc bắc bách chẳng đu ra phi ra măng đu ra hòa xa khá ra đúc khà đúc khô sắp mà ná sang hòa sô đúc khà nú bát tị tắc thá gù tắc mà ná chắc thá gù si già ná chắc đúc khà nú bát tị tô si già. Hay một bài này chúng ta chia ra làm ba đoạn. Nếu mà như Sĩ Kim đọc á thì tới sáu đoạn. Đúc bắp bách chằn đu ra phi ra măng nghĩ như vậy, đọc như vậy trường âm đều ở cuối câu, còn phải ngừng, nhưng không ngừng lâu nhiều như thế, phải ngừng lâu hai câu phải dừng lại chứ không phải dừng từng câu một. Đọc một lần hai câu, kệ cũng vậy, hai câu chứ không phải đọc từng câu một như vậy. Rồi chúng ta ráp lại, chúng ta nối lại, thành ra một cái bài kệ, thành ra giống như là nhạc ráp vậy hả? Đọc lần hai câu nha. Rồi mời Sĩ Tâm Phương. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa. Mấy mời tất cả Phật kính cảm ơn các Phật tử đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 302. Đúc pa pap chăng đu ra phí đa măng đu ra quà xà gà ra đúc kha đúc gà ra đúc kha đúc khổ sa mà na sam quá sổ đúc kha nu pa tí tát phù tát mà na cát tha đù si ya na cha đúc kha nu pa tí tổ si ya đúc pa pa chẳng đu ra pi ra măng đu ra hòa xà gà ra đúc kha đúc khổ sa mà na sam quá sổ đúc kha nu pa tí tát tha gù tát mà na cát tha gù si ya na cha đúc kha nu pa tí tổ si ya đúc pa pa chẳng đu ra phi ra măng đu ra hòa xà gà ra đúc kha đúc khổ sa mà na sam quá sổ đúc kha nu pa tí tát tha gù tát mà na ca tha gù u si ya na cha đúc kha nu pa tí tổ si ya vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoặc khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gốc đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chảy hồi. Và đó là phổ thơ của thượng tọa Giới Đức. Và con xin nhường biết lại cho thượng tọa, con có sai xin cho con sửa. Alo Superman chạy chút nha. Khi mà đọc cái câu Phật ngôn 302 này thì chúng tôi liên tưởng đến cái bài văn kinh, bài kinh Hồi Hướng. Trong bài kinh Hồi Hướng có chữ qua cha. Qua cha là lời nói, hay là cái chữ qua cha, hai chữ đều có dấu huyền ở trên ha. Đó là hai trường âm thông thường. Thì Sức Sư Công Phương đọc chữ qua cha đó thành ra chữ quá cha ha. Quá cha tức là một sự dữ dội lắm đó, cho nên mới nói là quá cha. Ở đây trong cái bài này có chữ qua sô ha, sang qua sô. Thì Sĩ Tâm Phương cũng đọc chữ qua sô này thành ra quá sô ha. Sĩ Tâm Phương chính là chỗ này ha. Qua sang qua sô câu số 3. Đúc khổ sa ma na sang qua sô. Chứ không phải là chữ qua có dấu huyền này. Thế mà mình lật ngược nó lên cái thành ra dấu sắc, thành ra quá xô không được. Quá xô là quá xô, chứ không thể chữ qua này đọc thành chữ quá. Nó hai trường âm thông thường, cũng giống như chữ qua cha, hai trường âm thông thường, không nên đọc quá cha. Hay là đọc cái chỗ này thấy dần hơn cái gì không biết mà đọc thành ra quá cha ha. Dòng đọc với Sĩ Tâm Phương tương đối tiến bộ, nhưng mà vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều, chứ không phải là thành công hoàn toàn đâu ha. Rồi Sĩ Tâm Phương chú ý mấy chỗ đó, thêm dấu huyền vô qua sô, cũng như trong bài kinh văn kinh á là qua cha. Rồi xin mời Sĩ Tâm Man.
Dạ, mô Phật, con xin kính lễ sư Trí Đức, kính chào, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô và quý Phật tử. Sư thấy cái hai người đợi mà không có chịu cầm mic, thành ra con xin phép trước nha. Dạ, thưa sư Trí, đúng ra con đến hôm nay đến với lớp học là tại hôm nay là ngày 30, ngày Uburatha, ngày sám hối, nhưng mà tại bị bệnh dịch đó, thành ra không có đi qua chùa kế bên sám hối được, thành ra vô đây sám hối với sư. Thôi bây giờ con xin đọc bài kinh 302. Đúc pa pa chăng đu ra phi ra măng đu ra wa sa ra ra đu kha đu cô sa na sam wa so dukkha nuppatti tathagu tasma na cha thagu siya na cha dukkha nuppatti to siya dukkha pa chang dukkha pi ramang dukkha wa sa ra ra dukkha dukkha khổ sa ma na sang wa so dukkha nu pati tap thagu tasma na cha thu vu si ya na cha ku na cha dukkha nu pati vu si ya dukkha pa chang dukkha pi ra mang dukkha wa sa ra ra dukkha dukkho sama na sang wa so dukkha nupati tap thagu tasma na cha thagu si ya na cha dukkha nupati to si ya vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ mô Phật, con xin đọc xong, kính gửi mít lại cho đạo tràng. Mô Phật. Alo, 1 2 3 1 2 3, sa thủ thượng tọa Thanh Tông. Quý vị thấy thượng tọa Thanh Tông đọc như vậy, quý vị thấy có sai chỗ nào hay không? Thấy có sai chỗ nào hay không? Sư Kim nói một chữ, đó là chữ vu. Tại sao thường tòa đọc chỗ này là chữ gu mà không phải là đọc chữ gu? Để cho đạo tràng coi như là có sự theo dõi hay không. Thường tòa Thanh Tâm đọc rất chậm, nhưng mà để quý vị theo dõi, có thấy thường tòa Thanh Tâm sai một từ để quý vị chú ý. Đây là một trường hợp mà thường tọa cố ý để đạo tràng có theo dõi hay không, nhưng không ngờ Sĩ Kim con mắt cũng tin ha, lỗ tai cũng rõ quá ha. Sa thủ rất là quan hệ. Thường tọa tạo những cái lỗ hổng như vậy để đạo tràng có theo dõi, có chú tâm học hỏi hay không. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời của thường tọa Thanh Tâm ha. Rồi, xin mời Sĩ Hà tiếp tục. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính Đà La Ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Dạ, con không biết có nghe âm thanh rõ không? Dạ, cảm ơn chị. Đúc bốc bút chằng, đú ra thí ra mằng. Đú ra hòa xà khá ra đúc cà đúc khổ xa mà na sằng quá sồ đúc khà nú bá tí tách tha gù tát mà na chát tha gù si già na chát đúc khà nú bá tí tổ si già đúc bóc bú chằng đú ra phí ra măng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khổ sa mà na sằng hòa sô
dukkha nu bati tat thagu tasma nachat thagu siya nachat dukkha nu bati to siya dukbok bút trần đú ra phí ra măng đú ra hòa xà khá ra đúc cà đúc khổ xa mà na sang hòa sồ đúc khà nú bát tí tất tha gù tát mà na chát tha gù xí già na chát đúc khà nú bát tí tổ xí già vui hạnh xuất gia khổ tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Cái bài okay. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi con không có thấy cái dạ con thấy rồi. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não giật dồn, lại khó hơn nữa sầu. Lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn trải hoài. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, dạ con xin xuống đích. Alo, alo, dạ cho con hỏi nghe con. Dạ, cho con xin phép, dạ thưa sư, cho con xin phép ra bài câu kinh Pháp Cú số 302. Đập bạch bạch chẳng đu ra phi ra mặn đu ra và xà khá đúc khá đúc khổ sa mà na sẵn và sô đúc khá nu ba ti tập tha hù tát mà na chát tha hù si ya na chát đúc nu ba ti tô si ya đức bát bát chẳng đu ra phi ra mằng đu sa và sa kha la đúc kha đúc cô sa ma na sang và so đúc kha nu ba ti tát tha hù tát ma na chát tha hù si ya na chát đúc kha nu ba ti tô si ya đức bát bát chẳng đu ra phi ra mằng đu ra và sa kha la đúc kha đúc cô sa ma na sang va so đúc kha nu ba ti tát tha gu tát ma na chát tha gu si ya na chát đúc kha nu ba ti tô si ya dạ hòa thượng con xin đọc bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ. Dạ cho con xin đọc bản thi hóa của hòa thượng Giới Đức. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chải hoài. Dạ con xin trả mít và xin sư sửa bài cho con. Dạ dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 302 ạ. Đúc báp bách chẳng đu ra phi ra mằng đu ra hòa xà khá ra đúc hà đúc khổ sa mà na sang qua so đúc khả nu ba ti ta tha vu
tát ma na cha tha vu si ya na cha đúc kha nu ba ti tô si ya đúc ba bạch chẳng đu ra phi ra mang đu ra hòa sa kha ra đúc kha đúc khổ sa ma na sang hòa so đúc kha nu ba ti ta tha vu tát ma na cha tha vu si ya na cha đúc kha nu ba ti tô si ya vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lan luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương, vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn trải hoài, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. À, kính mời vị kế tiếp. À, kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo ạ. Con kính chào Sư Trí Đức và tất cả các quý vị trong đạo tràng ạ. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú thứ 302 ạ. Du pa pa chàng du ra phi ra mang du ra wa sa kha ra đúc kha đúc khổ sa ma na sang wa so đúc kha lu pa ti tắc tha gu tas ma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha lu pa ti to si ya đúc pa pa chẳng du ra phi ra mang du ra wa sa kha ra đúc kha đúc khổ dạ con xin đọc lại ạ. Con cầm cái mic con không biết cầm ạ, để con làm lại thử cái mic ạ. Con xin đọc lại ạ. Du papa chàng du ra phi ra mang du ra wa sa, con xin đọc lại. Du papa chàng du ra phi ra mang du ra wa sa kha ra đúc kha đúc khổ sa ma na sang hòa so đúc kha nu pa ti tắc tha gu tas ma na chắc tha gu si ya na cha đúc kha nu pa ti to si ya du pa pa chẳng du ra phi ra mang du ra hòa sa kha ra đúc kha đúc khổ sa ma na sang hòa so đúc kha nu đúc khả nu pa ti tắc tha gu tas ma na cha tha gu si ya na cha đúc khả nu pa ti to si ya. Con xin đọc bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Bài dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn. Tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót dặm đường theo chi biết khổ vẫn bươn trải hoài. Dạ con xin hết, con xin ngài sửa cho con ạ. Alo. Alo. Con cảm ơn cô Như Quang. Các cô cho con biết tí nhé. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Thượng Tọa Trí Đức, Sư Thanh Tâm,
cùng chư tôn đức tăng, con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 302. Đúc bát bát chẳng đút ra sĩ ra mằng đút ra và xà ga đà đúc gà đúc khổ sa mà na sằng và sổ đúc gà lu ba ti ta tha gù ta mà la cha tha gù si già la cha đúc gà lu ba ti tổ si già đúc bát bát chẳng đu ra ra mằng đu già quà xà ga già đúc khà đúc khổ sa mà la sằng quà sổ đúc khà lu bát ti tát thi gù tát tha gù tát mà la cha tha gù si già la cha đúc khà lu bát ti tổ si già đúc bát bát chẳng đu ra thi ra mằng đu già quà xà ga già đúc khà đúc khổ sa mà la sằng quà sổ đúc khà lu ba ti tát tha gù tát mà la cha tha gù si già na cha đúc khà lu ba ti tổ si già đúc bát bát chẳng đu ra thi ra mằng đu già quà xà ga già đúc khà đúc khổ sa mà na sằng quà sổ đúc khà lu ba ti tát tha gù tát mà la tha gù si già na cha đúc khà lu ba ti tổ si già vui hạnh xuất gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi năn luân hồi khổ chớ chạy theo đau khổ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người nữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường theo chi biết khổ, vẫn bươn trải hoài. Đó là phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong rồi ạ. Dạ, giờ con kính mời các cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Tham Ma Giá Khai Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thân Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tuần Duyên vào đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Như Quang, cảm ơn Quang Phan, cảm ơn Sis Kim Nhung, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Ân Hà và cảm ơn Sis Thanh Hoàng cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 302 ạ. Dạ. Đúc bát bát chẳng đu ra phi ra an mằng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khổ sa mà na sằng hòa sổ đúc khà nu ba ti tắc tha gù tắc mà na chắc tha gù si già na cha đúc khà nu ba ti tổ si già bát chẳng đu ra phi ra mằng đu ra hòa xà ra khà đúc khà đúc khổ sa mà na sằng hòa sổ đúc khà nu ba ti tắc tha gù tắc mà na chắc tha gù si già na chắc đúc khà nu ba ti tổ si già đúc bát chẳng đúc bát chẳng đu ra phi ra mằng đu ra hòa xà khà ra đúc khà đúc khổ sa mà na sằng hòa sổ đúc khà nu ba ti tắc tha gù tắc mà na chắc tha gù si già na cha đúc khà nu ba ti tổ si già. Dạ, con xin đọc bản
chữ ngữ chữ Việt của Hoa Minh Châu ạ. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Dạ. Đúc bắc bắc chăng đu ra phi ra măng đu ra hoa xa ra khá ra đúc khá đúc khô xa mà na sang hoa sô đúc khá nu ba ti tắc tha gù tasma na chak tha gù si ya na cha dukkha nupatito si ya. Là con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Khó thai đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biệt khổ vẫn bươn chải hoài. Dạ, con đã đọc xong, con có sai ngài sửa lại dùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng ạ. Dạ, con xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp. Dạ, xin mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 302. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đức Bát Bát Chăng Đu Ra, lần câu này hoài. Đức Bát Bát Chăng Đu Ra Bi Ra Măng Đu Ra Hòa Sa Kha Ra Đúc Kha Dukho sama nasangwa so dukkha nupatita thagu tasma nachatthagu siya chadukkha nupatito siya. Khó thay đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo lôi. Bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi tiết khổ vẫn bươn chải hoài. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng.
Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho bà biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc cầu pháp cú 302. Đức Bóp Bát Chàng Đu Ra Phi Ra Măng Đu Ra Qua Sa Khá Ra Đúc Kha Đúc Khô Sa Mà Na Sàng Qua Sô Đúc Kha Mú Ba Tít Tắc Tha Cù Tát Mà Na Chắc Tha Cù Sĩ Già Na Chá Đúc Kha Nú Ba Tít Tô Sĩ Già chàng đu mạng ra qua xa ca ra đúc khà đúc khổ sa mà na sang qua sô đúc khà mu ba ti tắc tha cù tas mà na chắc tha cù si già na cha đúc khà nu ba ti tô si già quy hành xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bệnh không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thoát thai đời sống xuất gia, an vui đời sống không nhà khó hơn, tại gia phiền não dập dồn, lại khó hơn nữa sầu buồn kéo đôi, bạn bè không hợp chán ôi, làm người lữ khách luân hồi càng thương. Vậy nên dừng gót đoạn trường, theo chi biết khổ vẫn bươn chải hoài. Của Hòa Thượng Giai Đức. Dạ con đọc con chỗ nào sai, con thành kính thỉnh Ngài từ bi chỉnh sửa cho con. Dạ con kính gửi mít lại đầu tràng. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Thầy nha, chúng lễ đến Đức Pháp Trang và đến với Pháp Hội. Bài này có đề nghị có cái bài của Hòa Thượng Giới Đức. Bởi vì nếu mà đọc thêm cái bài của Hòa Thượng Giới Đức á, thì nó bị chi phối kéo dài thời gian. Bài đã khó thì chúng ta chú trọng nơi cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, ngắn gọn. Càng ngắn gọn bao nhiêu chúng ta chú tâm bấy nhiêu, chứ còn cái bài của Hòa Thượng Giới thì nó dài quá ha. Quý vị quan nghĩ chỉ chừng này là đủ rồi. Cái giọng đọc của quý vị hôm nay tiến bộ rất là nhiều. Cái quan trọng là cái dòng kinh. Quý vị đọc một lần hai câu ha. Trong cái dòng kệ cũng vậy, đọc một lần hai câu. Khi mà chúng ta đọc hai câu như vậy thì nó xúc tích, nó làm cho cái câu văn nó rõ ràng hơn. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, là nói lên cái vấn đề đời và đạo đều gặp những trở ngại, những khó khăn. Như vậy thì với hai câu như vậy, chúng ta thấy cái khổ của đời sống tu tập, cái khổ của một cái người chung đụng với chồng vợ con cái, như vậy là nói lên đời và đạo. Câu đầu, câu thứ hai ha. Đức Bất Bách Chân Đu Ra Phi Lắc Măng Đu Ra Hoa Xà Khá Ra Đúc Khà, nói lên một lần hai câu ý nghĩa đạo và đời ha. Rồi hai câu sau, Đúc Khô Sa Mà Na Sang Qua Sô Đúc Khà Ma Ti Tắc Tha Cù, hai câu sau nói lên cái vấn đề gì? Sống bạn không đồng khổ,
tôi lăn luân hồi khổ. Nói lên hai cái vấn đề khó khăn khổ, tức là khi mà chung đụng với bạn bè, sống với bạn đồng phạm hạnh, nhưng mà có những cái bất đồng ý kiến. Chính những cái bất đồng ý kiến khi mà chúng ta thân cận với những cái người gần gũi, những cái người bạn bè, nhưng mà bạn bè ở đây tức là những ác hữu, những người bạn không có thật lòng đồng cam chịu khổ, cho nên chính cái khổ đó đưa chúng ta trôi lăn trong luân hồi, trong trong tử sinh. Thì hai cái khổ sau nữa là bổ na. Rồi câu bốn, câu năm, câu sáu ha. Tát ma na chắc tha gu si ya na chắc đúc tha nu pa ti tô si ya. Câu năm, câu sáu nó lên cái gì? Bởi vì cái vấn đề phiền não khổ đau nó đưa chúng ta đến cái vấn đề sinh tử luân hồi, đi lên đi xuống. Mà đi lên thì chẳng qua là tạm trú, mà đi xuống là thường trú nhiều hơn ha. Chính những cái sự đau khổ, những cái phiền não đó làm cho chúng ta không có được cái sự an vui tịch tịnh của sự giải thoát. Như vậy thì hai câu nó sẽ bổ sung cho nhau ha. Phật ngôn này có năm cái điều khổ, năm điều khổ. Nhưng mà giờ học trước đi, rồi bắt đầu 6:30 á, 6:30, 5:30 nhé. Chúng ta sẽ dành trọn thời gian đó để đi sâu vào nội dung câu Phật ngôn này. Quý vị phải trình bày ý kiến của mình. Nhất là tại sao tại gia sinh hoạt khó, cái đời sống gia đình đó là một hạnh phúc nhé. Người ta nói tiên thì gia, hậu thì quốc, sau mới bình thiên hạ. Mà gia đây là gia nhà quốc nước, mà gia nhà quốc nước thì cái nhà mình là một cái nhân tố, là một cái điểm chính để cái cộng đồng của xã hội được an vui hay là đau khổ. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tại gia, ở trong gia đình. Thì quý vị phải có ý kiến trong cái phần này. Nghĩa là có sao nói vậy người ơi, tức là những cái gì mắt thấy tai nghe, những cái gì trước mắt của chúng ta thì chúng ta đem ra đây sinh hoạt. Phật pháp nó không có ở xa chúng ta đâu, mà nó ở trước mắt của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Mong quý vị coi như tìm ra những cái khổ trong cuộc sống mà ở đây được nêu lên năm cái. Bây giờ 5:23 theo dòng kinh, bởi vì bài này khó, đọc theo dòng kinh, còn cái dòng tệ để hoàn bên. Khi nào cái bài ngắn gọn thì chúng ta ê hàng chút cho đỡ buồn, còn bây giờ bài khó thì chúng ta phải đọc sao cho nó đúng giọng. Bây giờ chúng ta ôn lại 3 lần. Rồi mời quý vị tiếp tục nha. Đọc rồi đọc nữa không sao, càng đọc nhiều thì chúng ta cảm thấy rằng càng quan nghĩ. Cô tôi nghĩ thời gian chưa có đọc mà rồi cô đã đưa tay rồi ha, làm thấy mắc cỡ quá. Thôi bây giờ như vậy thì đọc một lần thôi. Đúc bóc bạch chằng đu ra phía đáp mừng đu ra hòa xà khá ra đúc khà đúc cô sáng mà nó xong qua số đúc khà nút bát tí tắc thác vù tắc mà nó chắc thác vù si già nó chắc đúc khà nút bát tí tô si già. Tức là cái câu này đọc lên hai câu nghỉ đọc 3 lần ha, chứ không phải là đọc liền một hơi hay là đọc từng câu một đứt đoạn ha. Khi nãy có nhiều người đọc rất hay. Bây giờ không biết cô tu nữ tình duyên đọc có hay như vậy hay không. Mình thấy đưa tay lên, mở tay chưa? Bây giờ chụp micro ha. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng,
Và bây giờ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 302. Đâm bát bát chân đu ra phi ra măng đu ra qua xa ra ra đúc kha đúc khô sa ma na sang qua sô đúc kha nú bát tí tắc tha gu tắc ma na chát tha gu si ya na chát đúc kha nú bát tí tô si ya đúc bát bát chân đu ra phi ra măng đu ra qua xa ra ra đúc kha đúc khô sa ma na sang qua sô đúc kha nú bát tí tắc tha gu tắc ma na chát tha gu si ya na chát đúc kha nú bát tí tô si ya đúc bát bát chân đu ra phi ra măng đúc ra qua xa ra ra đúc kha đúc khô sa ma na sang qua sô đúc kha nú bát tít tắc tha gu tắc ma na chát tha gu si ya na chát đúc kha nú bát tít tô si ya vui vui hạnh xúc gia khó tại gia sinh hoạt khó sống bạn không đồng khổ trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Dạ, khổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con mới vào sao cho nên con cố gắng để vào đọc cái lễ ngày khóa sổ ạ. Dạ, con xin xuống đất. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Trang, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, dạ, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, kính chào quý Phật tử trong đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 302. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Đúc Pa ba chăng du ra phi ra mang du ra wa sa kha ra duk kha duk ko sa ma na sang wa so duk kha nu ba ti ta tha gu tha ma na cha tha gu si ya na cha duk kha nu ba ti to si ya duk pa ba chăng duk pa ba chăng du ra phi ra mang du ra wa sa Kara dukkha dukkho samana sangwa so dukkha nubattita tagu tasmana chattagu siya natcha dukkha nubattito siya dukpabacchang durafiramang durawasa kara dukkha dukkho samana sangwa so dukkha nubattita tagu Tasma na chát tha gu si ya na cha đúc kha nu bát thi tô si ya. Dạ, vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trăng lo trôi lăn luân hồ khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo bộ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong mà, con kính cảm ơn đạo tràng, con xin phép xuống mất. Dạ, con
Kính đảnh lễ ngài Chi Đức, cho con xin đọc lại ạ. Cho con xin để giữ lại cái mic ạ. Xong rồi con mới đọc, vì là cái mic con cứ phải giữ bằng tay cho nên là nó con đọc nó không bị được chuẩn, cho con xin giữ lại cái mic đã. Con chưa biết đẩy cái mic thế nào ạ. Con phải giữ con đọc vậy, con xin đọc ạ. Du pa pa chang du ra phi ra mang du ra wa sa kha ra duk kha duk khổ sa ma na sang wa so duk kha nu pa ti tắc tha gu tas ma na chắc tha gu si ya na chắc duk kha nu pa ti to si ya duk pa Đúc Pháp Pa Chẳng Đu Ra Phi Ra Mạng Đu Ra Hoa Sa Kha Ra Đúc Khả Đúc Khổ Sa Ma Na Sẵn Hoa Sổ Đúc Khả Nú Pa Ti Tắc Khả Vụ Tát Ma Na Cha Tha Vụ Si Dạ Na Cha Đúc Khả Nú Pa Ti Tổ Si Dạ Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khổ khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Dạ con xin hết ạ. Con xin kính tri ân ngài ạ. Và con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ cô Thanh Tâm ơi, cô muốn cầm mic á, thì khi mà cô bấm vô cái mic talk á thì cô cứ đẩy lên cái chỗ mà cầm mic á, đẩy nó lên thì sẽ hô được. Khi nào mà cô đẩy nó lên nó từ màu xanh mà nó qua màu đỏ đó thì là được. Thì khi mà cô muốn bỏ mic thì cô bấm vô lại cái chỗ đó stop talking thì nó sẽ bỏ ra. Dạ, sẵn con lên, con trả bài lại lần nữa. Đúc bóc bút chằng, đu ra phí ra mằng. Đúc ra hòa xà khá ra đúc khà. Đúc khổ xa mà na sẵn hòa sồ. Đúc khà rú bá tí tách tha gù. Tát mà na tách tha gù xí dà. Ná chát đúc khà nú bá tí tổ xí già đúc bóc bút chằng đú ra xí ra mằng đúc đú ra hòa xà khá ra đúc khà đúc khổ xa mà na sằng hòa sồ đúc khà nú ba tí tách tha gù tas mà na chát ta gù xí già na chát đúc khà nú ba tí tổ xí già. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Đảnh dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con không thấy cái phần kia, dạ thôi con xuống, con không thấy cái phần kia ạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chỉ Đức, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin trả bài kinh Pháp Cú số 302. Đúc Pháp Bát Trần, đúc Rá Thí Ra Mằng, đúc Ra Hoa Xà, Gá Ra Đút Khà. Đức khô xá mà ná sầm hòa sồ đút khà nút bạ thì tá khát gù tát mà ná trá khát gù xí già nát trà đút khà nút bát tí tổ
Sĩ Già Đút Bát Bát Trần Đút Rá Thí Rá Mằng Đút Rà Hòa Xà Gá Rà Đút Khà Đút Khô Xá Mà Ná Sầm Quá Xà Hòa Xà Đút Khà Đút Bà Tí Tát Gá Gù Tát Mà Ná Chá Thá Gù Xí Già Nát Chà Đú Khá Nú Tá Đú Khá Bát Tí Tô Xí Già Đút Bá Bát Dần Đút Rá Thí Rá Mằng Đút Rà Hòa Xà Gá Rà Đút Khà Đút Khô Xá Mà Ná Sầm Hòa Sồ Đút Khà Đút Bà Tí Tát Gá Cù Tát Mà Ná Chá Há Gù Xí Dạ Xí Dạ Nát Chà Khú Nát Chà Khú Khà Nú Bá Tí Tô Xí Dạ Vui hạnh xuất gia khó Tại gia sinh hoạt khó Sống hạnh không đồng khổ Trôi lăn luân hồi khổ Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc xong, con xin xuống mic. Có gì sư sửa giùm con. Con cảm ơn đạo tràng đã nghe con đọc. Con mới lên, thành ra con đọc rất là dở. Xin quý đạo tràng thông cảm dùm cho con. Dạ, quý sư. Dạ, con. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Sư Tâm Phương Quang Hỷ ha, đã trôi qua 7 phút rồi, chúng tôi hứa với quý vị là 5:30 sẽ triển khai câu Phật ngôn này và mong rằng sự đóng góp của đạo tràng, đây là một bài câu Phật ngôn nói lên cái sự thiết thực của chúng ta trong đời sống dù là xuất gia hay là tại gia và những cái khổ nó xuất hiện trước mắt của chúng ta phải đi sâu vào đó và chúng ta thấy ý nghĩa của Phật ngôn này rất là tuyệt vời. Bây giờ câu Phật ngôn 302 ha là một câu Phật ngôn rất là khó, chúng ta đã học tuần qua rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta học tiếp lại, đi sâu vào câu Phật ngôn này. Xin đọc lại, rồi chúng tôi sẽ đi vào duyên sự. Đúc bóc bách chẳng đu ra phi ra bằng đu ra hòa xà khát ra đúc khà. Đúc khổ sắp mà nát sẵn hòa sô đúc khà nút bá tí tắc thác vù. Tắc mà nát chắc. Hát vù si già Ná chá đúc khà Núp bát tí tù si già Đúc bóc bát chẳng Đú ra phi ra bằng Đú ra hòa xà Khá ra đúc khà Đúc khổ sắp mà Ná sẵn hòa sô Đúc khà Núp bát tí tắc Hát vù Tát mà Ná chắc Hát vù si già Ná chá đúc khà Núp bát tí tù si già Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khổ, trôi lăn luân hồi khổ, về chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Câu Phật ngôn 302 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesali trong một đại lâm. Và đề cập đến một vị tỳ khưu là con của vua Quách Chi. Cho nên Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 302 này. Vị tỳ khưu con của vua Quách Chi sống trong sống một mình độc cư ở trong rừng gần thành Vesali. Và vị này nghe vang vẳng tiếng đàn hát từ trong thành vọng đến lấy làm bất mãn. Mới thốt lên bài kệ: Ta sống độc cư trong rừng sâu, như khúc gỗ người vất hố sâu. Đêm về tiếng hát vọng từ đâu, có ai sánh cùng ta đâu.
Và vị tỳ khưu đó là một vị hoàng tử xứ Quách Chi, đã từ bỏ cung vàng địa ngọc đi xuất gia. Một hôm, khắp kinh thành Vesali treo cờ xí trang trí kinh đô một cách rực rỡ mừng đại hội. Có 7.707 vị vua cùng triều thần các xứ và tứ đại thiên vương cũng đến dự. Cuộc lễ diễn ra suốt ngày đêm, và hôm ấy là đêm rằm, nhằm lúc hoa sen nở, bầu trời đầy trăng sao. Vì này đi kinh hành liên tiếp và bỗng nghe những khúc ca từ xa vọng đến. Chạnh lòng của một tăng sĩ nên đã nói lên như vậy. Tức là ta sống độc cư trong núi sâu, như khúc gỗ người quốc khô sâu, đem về tiếng hát vọng từ đâu, có ai sánh cùng ta đâu. Và khi nghe như vậy thì các vị chư thiên ngự nơi đó mới nói lên đáp trả bằng bài kệ rằng: người sống độc cư trong rừng, như khúc gỗ bị vứt bỏ, thích thú khoái lạc đưa đến địa ngục, thích thú hành thiện đến quả trời. Vị này, vị tỳ khưu này nghe bài kệ của chư thiên đáp trả như vậy thì cảm thấy động tâm. Sáng ngày vào ý kiến bậc đạo sư, Đức Thế Tôn hiểu rõ sự kiện này. Ngài biết rõ cái đời sống tại gia là đau khổ, cho nên sẽ tấn vị ấy bằng câu kệ ngôn 302. Đúc bóc bát chân đô ra phía ra bằng đô ra hoa xà khá ra đúc khà đúc hồ sâm ma ná sân hoa sô đúc ta nô bát tị tắc thá gù tát ma ná chắc thá gù si già ná chắc đúc khà nô bát tị tô si già. Vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bản không đồng khổ, cho lăng luân hồi khổ. Vậy chứ sống luân hồi, chứ chạy theo đau khổ. Ý nghĩa câu Phật ngôn này là xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó, đời sống tại gia là khó và đau khổ, liên kết với người không tương hợp là đau khổ. Đau khổ đến với khách lữ hành, tức là trong cái vòng sinh tử luân hồi này chúng ta gặp nhau cũng là khổ. Thì vậy cho nên làm khách lữ hành, cho nên làm người chạy theo sự đau khổ. Và khi Đức Phật đã thuyết lên những sự khổ này, vị tỳ khưu đã chấm dứt thập phần kiết sử và chứng đắc thánh quả A La Hán. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng chán cảnh vương hầu quyết xuất gia vào rừng xa lánh bụi phồn hoa, trăng tròn trống phách vang lồng lộng, dục khách thiền lâm chạnh nỗi nhà. Xuất gia là việc khó đầu tiên, tuy vượt qua rồi khó được yên, đường đạo còn bao nhiêu phận sự, làm xong mới vũ sạch được ưu phiền. Nếu muốn vất ra chẳng dễ gì, đây là sản nghiệp nọ thế nhi, làm vua làm tớ đều lo lắng, thổ lộ thăng trầm lắm kẻ đi, hành giả chuyên tu hạnh đầu đà, vì người đồng đẳng kiếm không ra, sống không đồng đẳng ngày thêm khổ, kẻ thấp người cao có cộng hòa, có khổ nào hơn khổ luân hồi, sáu đường ba cõi mãi lăn trôi. Tam tai bát nạn đều quen mặt, cho đến bây giờ hết chấp tôi. Cái khổ là chân lý thánh nhân, người minh sắc khổ thoát mê tăng, nghe lời Phật dạy gần năm khổ. Hoàng tử tỳ khưu tỉnh mộng trần. Như vậy là duyên sự câu Phật ngôn 302.
chúng tôi đã trình bày xong. Và bây giờ mong quý vị cùng hưởng ứng, chúng ta đi sâu vào câu Phật nguồn này. Cái điều đầu tiên, Đúc Bốc Bách Trần Đu Ra Phí Ra Mằng, vui xuất gia khó. Xuất gia tức là người từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và từ bỏ gia đình, sống không gia đình cũng có những cái hàng người tu thiệt cũng có, mà tu giả cũng có. Thời gian trước trốn quân dịch đi tu cũng có, thất tình đi tu cũng có, làm ăn không nổi cũng mượn cảnh chùa để mà nương bóng từ bi, rồi đi vào chùa tu tập học được ít kinh, ít hiểu biết được một phần nào về giáo pháp, thì cũng đem cái giáo pháp đó, đem cái sự hiểu biết đó để ăn chay ngồi chớp, để có được những lợi lộc, lợi đắc, cung kính danh xưng, rồi nương vào trong giáo pháp đó để thu gom của cải, để thu gom của cải. Cho nên Đức Phật nói rằng trong những hàng xuất gia cũng có những cái tên cướp, có những tên cướp trong giáo pháp của Đức Phật, mà ám chỉ đó là những bậc xuất gia. Vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề vui trong hạnh xuất gia là một điều khó khăn. Mà người xuất gia thì quý vị thấy cái đời sống, cái bình bát, rồi tam y, giống như cái con chim có cái mỏ và đôi cánh, đi lang thang, đi lang thang để sống nhờ vào người khác để mà tu tập. Mỗi buổi sáng ôm bình bát đi khất thực, nhất bát thiên giao phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Đó là cái hạnh của Đức Phật. Nhưng mà người tu cũng phải thực hành theo cái đó. Một trong những cái điều mà chúng ta nương nhờ, tức là cái hạnh đi trì bình khất thực mỗi buổi sáng. Các nước quốc giáo, quý vị thấy chùa chiền không có nấu nướng gì hết á. Mỗi buổi sáng ôm bình bát đi khất thực, có gì ăn nấy, có bữa đói bữa no, nhưng mà chính cái vấn đề đi trì bình khất thực là một tập, một cái hạnh nhẫn nại. Đây là một vị hoàng tử ha, nhưng mà khi đi vô xuất gia rồi cũng ôm bình bát đi ăn xin, đừng có nói gì ai xa lạ. Cái tấm gương của bậc đạo sư, Ngài là một vị Phật, thiên nhân chi đạo sư, là thầy của chư thiên và nhân loại. Thế mà Ngài cũng ôm bình bát đi khất thực. Và khi ôm bình bát đi khất thực như vậy tại thành Ca Tỳ La Huệ, thì Đức Vua Tịnh Phạn mới chạy ra cản và nói rằng đây là vương quốc của con, đây là cái chỗ mà con ngồi lấy những chỗ cao quý của hơn ấy vàng, ăn những món ngon vật lạ, chứ không phải ôm bình bát đi xin ăn như là một người ăn mày. Nhưng mà Đức Phật nói đây là truyền thống chư Phật, chứ không phải là của một cái dòng họ, của một cái vương quốc hay là một gia tộc nào, mà đây là cái truyền thống của chư Phật. Tức là phải ôm mình bát đi ăn xin. Mà quý vị thấy một vị hoàng tử, một vị vua, mà khi đã xuất gia và sự xuất gia của vị đó một cách chân chánh, có nghĩa là vị đó phải đi ăn xin, phải làm kẻ ăn mày, tức là đưa cái ngã của con người xuống tận cùng, để cho bản ngã không có trỗi dậy, không có chấp nhất ta là hoàng tử, ta là vua, ta là cái dòng sắc đế lị. Còn khi mà bốn giai cấp đến với đạo Phật thì cũng đồng đẳng với nhau, ai đi trước thì ngồi trước,
ai đến sao ngồi sao, chứ không phải nói rằng ồ đây là vua à, thì để cái ghế ngồi gần Đức Phật. Không có, không có. Và sự xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình một cách chân chánh, người đó giống như Đức Bồ Tát đi ra bốn cổng thành và thấy được bệnh lão tử tăng. Tức là trước tiên thấy được một người bệnh, lần thứ hai thấy là một người già cả, lần thứ ba là thấy một xác chết, và lần thứ tư thấy được một người xuất gia. Mà cái người xuất gia này không phải trong cái thời kỳ đó là người bình thường, mà chính là chư thiên, những vị thiên sứ đã nhắc nhở cho Đức Bồ Tát biết cái thời điểm đã tới rồi. Cho nên khi thấy cái người xuất gia thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngạc nhiên, vì cớ chi ăn bận khắc thường. Thầy rằng, tôi Xã Du Phương tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. Nghe như vậy là sướng quá rồi. Lần đầu tiên thấy người bệnh, người già và người chết, đó là một cái sự lắng quẩn của kiếp người không thoát khỏi. Nhưng mà bây giờ cái này nó tu để thoát khỏi cái vấn đề sanh tử à, thì như vậy thì mới tuyệt vời ha. Bởi sự xuất gia khi mà thấy được những cảnh đó, thì chúng ta thấy trong sáu hạng người xuất gia. Hạng người thứ nhất, xuất gia của người dốt nát. Điều thứ hai là xuất gia của người hay giận hờn. Điều thứ ba, xuất gia của người hay chơi giỡn. Thứ tư là xuất gia của người thu góp của cải. Và thứ năm là xuất gia của người để nuôi mạng sống. Nhưng mà cái hạng người xuất gia thứ sáu, đó là xuất gia của người muốn được thoát khổ à, muốn thoát khổ. Như Đức Bồ Tát đã thấy được bệnh lão tử à, muốn mong rằng ra ngoài cái ranh giới của bệnh lão tử của kiếp người, tức là sự an vui, sự tịch tịnh của Niết Bàn. Cho nên Ngài mới chấp nhận từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ý thức à, cái sự thay đổi trên cái thân xác này của vô thường chi phối, sự đau khổ chi phối, và mình không làm chủ được chính mình. Cho nên Ngài đã bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dung muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phong minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. À, như vậy thì cái điều thứ nhất trong cái sự xuất gia là một cái sự khổ. Nhưng mà khi nào trong cái sự tu tập, đến một cái lúc nào đó thiện ác chúng ta cũng gạt qua một bên, để rồi cái việc làm à, cái gánh nặng chúng ta đặt xuống á à, chính cái vị tỳ khưu này nè, khi nghe câu Phật ngôn này thì gánh nặng đặt xuống, phần kiết sử không còn à, vị này đã là một vị a la hán à, thì chính lúc đó là không còn chạy theo đau khổ, không còn sống trong cái cảnh luân hồi sanh tử. Vậy thì câu 1 Đúc bắp bách chăng đu ra phí ra mần, chúng tôi triển khai như vậy. Nhưng mà thêm 7 kiến nữa nhé. Trong đó chắc là quý vị thấy rằng ồ tu, ai bảo đi tu là khổ hả? Đi tu sướng lắm chứ hả? Không phải đâu. À, cùng thỉnh tọa Thanh Tâm đóng góp thêm ý kiến về đời sống xuất gia. Rồi khi đó quý vị trong cái đời sống cư sĩ cũng đưa lên ý kiến trong cuộc sống của mình à, để rồi chúng ta so sánh tu là khó, đời sống của người tại gia là khó. Vậy hai cái khó đó chúng ta giải quyết thế nào? Nhưng mà trước tiên cùng thỉnh tọa Thanh Tâm. Alo, ai nói tu là khó, một mình một chùa như vậy. Ngài Hòa Thượng Kim Trẹo thì thường đi dạy thiền chỗ này chỗ kia, một mình thường tọa Thanh Tâm ở chùa Kỳ Viên như vậy là thấy à, một mình một cõi.
nói sướng quá rồi, có gì đâu mà nói đi tu là khổ. Ai cũng tỉnh thường tọa thanh tâm. Alo. Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn sư Trí Đức. Dạ, con xin kính chào chư Tôn Đức Tăng, quý cô và tất cả quý Phật tử. Thiệt ra thì bữa nay con đến với lớp học là để sám hối với Ngài. Tại vì ngày lễ Uposatha. Với lại thật ra cái chuyện mà thuyết pháp, nói pháp đó, đối với con là một điều rất là khó. Bởi vì phiền não còn nhiều quá. Khổ. Hôm bữa trước con có nói chuyện với lại cô Nhật Quỳnh. Đại khái là có những cái những cái phiền não mà cái phiền não đó, nó phát sinh từ nơi tâm, nhưng mà nó cũng lộ ra cái thân của mình nữa quý vị. Ví dụ như có những người bị ví dụ như bị đau bao tử đây ha. Bao tử thì cái da của người đó nó bị xanh xao chẳng hạn. Cái người mà bị tim thì cái mặt người đó nó nóng đỏ bừng, ví dụ vậy ha. Còn có những người bị bệnh thì phiền não quá thì cái da của họ mà nó bị nhạy cảm quá đó, thành ra nó sinh ra ngứa ghẻ, ngứa lở. Mình tưởng đâu nó là di trùng chứ thiệt ra không phải, nó là do trong tâm á. Khổ gì đó, đủ thứ uống đủ thứ thuốc, thoa đủ thứ loại hết nhưng mà bệnh nó không có hết. Mà cái gốc của nó là từ nơi tâm, rất là khổ. Thì ý con muốn nói là tại tâm con nó phiền não quá, thành ra thời gian qua đó là tịnh thôi, và là kiếm chỗ niệm Phật tịnh tâm chứ không có nói pháp. Tại hình như Đức Phật cũng nói như vậy đó, khi mình nói những cái điều mà mình giác ngộ á thì mình nên nói, còn mình nói mình còn phiền não mà mình còn nói đó thì cái nói đó là nói cái lời thôi chứ không có phải là giác ngộ. Nhưng mà hôm nay sư Đức mời con chia sẻ thì con cũng cố gắng chia sẻ vài lời về Phật dạy. Kính thưa quý vị, chỉ có Đức Phật là người giác ngộ chân lý tứ diệu đế, ngài đạt đến đạo quả niết bàn, ngài không có còn phiền não, ngài không có tham sân si nữa, ngài là bậc trí tuệ, ngài là từ bi hỷ xả, tức là ngài có tứ vô lượng tâm đó. Ngài là bậc toàn tri diệu giác, cho nên ngài là người thoát khỏi tam giới, ngài là người hạnh phúc nhất trên đời. Còn chúng sanh mình cho dù ở những cõi trời cao, cõi trời phạm, những người là phạm thiên, những cõi trời cao, rồi những hạng người giàu có sang trọng, rồi những người nghèo, rồi súc sanh, chúng sanh trong cõi địa ngục cũng là khổ, tất cả đều là khổ cả, bởi vì sanh tử luân hồi. Cho dù là đại phạm thiên ở sống ở cõi trời cao thì nữa, khi mà hết phước á, thì vẫn bị tục sanh trở lại. Cho nên tam giới là như là lửa, chúng sanh mình ai cũng khổ, giống như trong một cái hồ nước lớn đó, thuyền ai ngược, thuyền ai xuôi, quanh đi quẩn lại cũng nằm trong bể khổ mà thôi. Thành công có, thất bại có, giàu có, nghèo có, cũng là khổ, cuối cùng cũng là bị sanh tử luân hồi.
mà chúng sanh mình bị sanh tử luân hồi đó là do tham ái, vô minh, sanh tử luân hồi là khổ. Khổ lắm quý vị, khủng khiếp. Quý vị thấy trong kệ này một vị hoàng tử, con vua, mà có những cái nỗi khổ, cái phiền não, rồi xin đi tu, đi xuất gia. Xuất gia cũng là một điều khó đó quý vị, không có dễ đâu. Mình có nhiều người họ muốn xuất gia lắm mà đi không có được, bị ràng buộc gia đình, ràng buộc chuyện này chuyện nọ, bởi vì cái tham ái đó không đi được. Cũng có người ráng cố gắng đi, nhưng mà đi xuất gia rồi thời gian cái rồi cũng quay lại đời. Tại vì đi tu là bỏ tham sân si, mà chúng sanh mình thì bị chìm đắm trong tham sân si, trong lục dục ngũ trần, hưởng dục nó quen rồi, bây giờ từ bỏ nó rất là khó. Thì đi tu, nếu mà những người mà họ may mắn đó nha, họ sanh ra ở những xứ Phật giáo đó, rồi họ được gửi đi tu hồi còn nhỏ đó, 6-7 tuổi họ vô trong chùa, họ được huấn luyện nó quen rồi, cái tâm của họ, thứ nhất là họ được học Phật pháp, rồi ở trong cái môi trường tốt đó, tức là không có tạo ra những cái ác nghiệp đó, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, uống rượu rồi đó, không có say sưa rồi đó. Sống trong môi trường tốt, họ đào tạo, họ học Phật pháp, họ có trí, họ biết cách lánh xa phiền não, rồi họ biết sợ phiền não, cho nên những vị đó họ tu, họ tu được, được hơn. Còn những người mà tại gia mà đi xuất gia đó là cả một điều khó đó. Mà quý vị thấy vị hoàng tử này đó là vua tương lai đó, mà bỏ để đi xuất gia, mà đi vô xuất gia mà quý vị thấy không, đâu có an vui, đâu có an vui. Thấy cảnh trần, thấy người ta vui chơi vào đêm trăng, đờn ca hát múa, rồi cũng chạnh lòng thương nhớ, thấy không? Phiền não, mình khổ. Rồi sống ở đời cũng khổ quý vị. Ở đời sống trong gia đình cũng khổ. Có những người họ sanh ra hồi còn nhỏ đó, họ sanh ra với những cái thiện nghiệp, họ được gia đình, tức là những đứa có phước á, được gia đình dạy dỗ thì họ thiện, họ lành, lớn lên đó là trở thành người tốt, thì nó đỡ, nó cũng khổ đó, nhưng mà nó đỡ hơn. Có những đứa bé nó sanh ra nó đã hung dữ từ hồi nhỏ rồi quý vị. Lớn, mới lớn chút xíu 5-10 tuổi là nó đã làm bậy làm bạ, cha mẹ dạy không có được. Rồi lớn lên tạo cái ác nghiệp, rồi lớn lên mang theo cái nghiệp khổ. Cho nên cái chuyện mà giáo dục dạy dỗ đó là điều rất là quan trọng. Mà cái vấn đề là cái nghiệp, ta đi với nghiệp của ta, mình cái nghiệp của mình từ quá khứ nó qua đó quý vị. Có những đứa nó được may mắn sanh vô trong cái gia đình có phước, được dạy dỗ đàng hoàng, lớn lên trở thành người có phước, người có nhân cách, có trí. Nhưng mà có những đứa trẻ nó sanh ra, nó cũng sanh vô trong cái gia đình đàng hoàng đó, nhưng mà nó làm ác dữ lắm, ác từ hồi nhỏ dễ sợ lắm. Và chính những này đã lại càng khổ hơn cái đứa kia nha. Tại sao? Tại vì nó sống trong cái khổ mà nó không biết nó khổ, nó là làm ác, vui trong cái sự làm ác. Vì để ý coi, có nhiều người họ nghĩ ác, rồi họ đánh đập, họ chửi mắng người khác, họ sướng trong cái sự giận dữ đó đó.
Vui sướng trong cái sự tàn hại đó thì khổ mà không biết mình khổ. Rồi khi mà lớn lên đó, lớn lên đó, cái ác nghiệp đó, nó làm cho người đó ăn không ngon, ngủ không yên, khổ. Rồi cho nên trong một cái gia đình đó, sống trong gia đình đủ hạng người đó, thì một gia đình ít nhất cũng phải từ 2 người, 3 người, 4 người trở lên, mà mỗi người một cái nghiệp khác nhau, có người thiện, có người bất thiện, mỗi người một ý, thì sống trong gia đình cũng khổ lắm, khổ. Rồi sống với bạn bè, sống với bạn bè cũng khổ. Thiệt ra đó, thiệt ra sống chung với nhau không có được quý vị à, hiếm lắm, hiếm có bạn đồng hành, khi hiếm mà gặp được một người cùng chí hướng với mình lắm, cùng tâm ý với mình lắm. Thành ra sống chung với nhau là điều khó, thuận nhau, hiểu nhau là khó lắm. Cái chuyện gia đình vui thì vui vậy, kiểu mà ai tri âm đó, mặn mà với ai. Cho nên ai cũng có một cái có một cái phòng riêng ha, một cái ý nghĩ riêng, có một cái đời sống riêng, chứ còn sống chung nó rất là khó. Người nào có phước trên con đường đời cũng như đường đạo, nếu mà có tri âm tri kỷ thì đó là người có phước, sống chung với nhau, chia sẻ với nhau buồn vui, đã vượt qua những cái khó khăn, vui vẻ với nhau, đó là điều cũng khó. Mà cái khó nhất đó, khổ nhất đó, đó là sanh tử luân hồi. Chúng sanh mình tham sân si, tham ái, tham ái, cái ái dục này này, nó đau khổ, nó làm cho chúng sanh mình luân hồi đấy. Ái dục là sự tham muốn, mong muốn, ước mong, rồi bám biếu, luyến ái, ái ở trong cái thân này. Cái thân này, ngũ uẩn này là vô thường, mà mình vẫn bám, vẫn thủ cho này là tôi, của tôi, gia đình, cha mẹ cũng là ngũ uẩn, vô thường, khổ, vô ngã. Gia đình cũng là vô ngã, đất nước, quê hương đều là vô thường, vô ngã. Vậy mà chúng sanh mình đó, có cái ái, ái trong cái lục, lục trần này phải không? Tai mắt mũi lưỡi thân ế, thân ý dính mắt vô trong đó, rồi cứ luân hồi. Luân hồi ở đây nó có hai nghĩa nha, một nghĩa là trong tâm mình á, còn một nghĩa là kiếp sau. Vì thế trong tâm mình á, ngày nào mình cũng tham sân si á, nó cứ luân hồi, nó trạo tới trạo lui hoài, quý vị dễ sợ lắm, khổ ghê lắm ạ. Chỉ có những bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật hết tham sân si, ngài mới an vui thôi. Chứ mình thôi, vì thế mình luân hồi hoài, tiếng trước giận, sau giận, buồn, lo, sợ, thương, ghét, cứ luân hồi hoài. Rồi cái ái đó, duyên theo ngũ dục. Rồi ái, có người ái duyên theo cái vật chất mà có tà kiến đó quý vị, tà kiến đó. Tà kiến, có người là đoạn kiến, có người là thường kiến, có người họ sống trong trong đời này đó, họ chạy theo dục trần, họ hưởng thụ, hưởng thụ, rồi khi mà nói đời là hết, đời chết là hết, chết là không còn gì nữa, cho nên họ làm những điều xấu xa, có khi họ làm những điều tốt. Nhưng mà đó cũng bị sanh tử luân hồi.
Cho nên cái tham ái là dễ sợ lắm. Ái dục là nguyên nhân của sự đau khổ đó. Ái dục là vô minh, chấp thủ. Cho nên sống ở đời, sống ở trong cuộc đời này, sống ở cõi trời cũng là khổ. Chỉ có Đức Phật, Ngài giác ngộ chân lý, tứ diệu đế, Ngài hết tham sân si, Ngài có trí tuệ, Ngài có tứ vô lượng tâm, Ngài mới thoát khỏi tam giới. Chứ chúng sanh mình thì ai cũng khổ hết. Rất là, nói ra thì nghe rất là buồn, nhưng mà khổ. Đó là chân lý. Khi mình tu mà mình thấy thân mình nó đau, nó bệnh, đó là sự thật đó. Rồi thấy tâm của mình phiền não, tham sân si ngã mạn, thấy sai chấp làm, đó là chân lý đó, đó là sự thật khổ đó. Thì bây giờ mình tu theo Đức Phật thì mình phải lo học, lo tu để mình có trí, để mình tìm cái nguyên nhân của khổ, rồi mình đoạn khổ thôi. Tức là mình phải có trí, mình đoạn được cái tham ái, đoạn trừ cái vô minh, đoạn trừ chấp thủ. Thì khi mà nó hết 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 tham sân si, đó là niết bàn. Niết bàn thì người nào mà có phước báo đầy đủ đó, họ đạt được cái niết bàn, thì đó là người thoát khỏi tam giới, đó là người an vui hạnh phúc. Cho nên chúng sanh mình cần có cái phước, sống phải có cái sống phải nhờ cái phước. Quý vị, người mà không có phước có khổ lắm. Trong câu chuyện này đó, sư thấy cái vị hoàng tử này là người có phước. Có phước, quý vị thấy không? Họ có phước, phước đời ha, phước vật chất nè, sanh vô trong 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 triều đình, trong hoàng tộc nè, rồi được nuôi dưỡng đàng hoàng, lớn lên thành người có trí thức, rồi được đi tu, mà đi tu mà đúng với chánh pháp nữa chứ. Khi mà hoàng tử vị tỳ khưu này đó có những cái khó khăn, rồi ngài trình với lại Đức Phật. Đây là cái phước lớn vô cùng. Ngài khai thị, ngài độ cho vị này đắc được đạo quả. Sau khi mà vị tỳ khưu này đó nói là cái nỗi buồn, nỗi khổ của mình nè, đi tu, đi xuất gia là khó, mà sống theo cái hạnh xuất gia là khó, rồi thì sống với bạn mà không có đồng ý với nhau là khổ. Thì nhờ Đức Phật, nhờ 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 Đức Phật giúp, thì vị này đắc đạo quả án đó quý vị. Cho nên vị này là người rất là có phước ha. Thì khổ đó, mình là những chúng sanh đau khổ, thì bây giờ chỉ có một cách thôi, là tu thôi. Tạo phước. Mô Phật. Kính thưa sư Tri Đức, con có vài ý chia sẻ với lớp học. Anh cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính thỉnh ngài chia sẻ thêm ạ. Alo, 123, 123. Sa thủ thân bà chân thân tâm hơn nửa tiếng đồng hồ. Đây cũng là một cái bài pháp đã triển khai câu Phật ngôn 302, rất là tuyệt vời ha. Lâu lâu quý vị nghe giọng nói của thân bà thân tâm ha, thể hiện tâm từ, thượng tọa nói rất là từ tốn ha, và tất cả tâm lòng hướng về tu Phật con này đã thể hiện tuyệt vời. Cũng mong rằng thường lâu lâu hoặc là buồn buồn cứ vô lúc này, đây cũng là một
cái duyên để cho đạo tràng của chúng ta tiếp cận được một vị thượng tọa, một vị chủ rung của Nguyên Như Kiều Liên đến với đạo tràng chúng ta. Xa thú thượng tọa thân tâm. Nhưng mà còn Đại Đức Pháp Trang nữa, ở trong Nam chạy ra miền Trung đánh một cái chùa, không biết là có sung sướng hay đau khổ. Nói lên cái hạnh của một người xuất gia. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Alo, cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Có ý kiến gì rồi khi đó mới tới Phật tử chứ. Bây giờ Chư Tăng tới mà không trân trọng như vậy thì lần sau Chư Tăng đâu có ai dám bước chân vào room này. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Câu Phật ngôn 302 nói lên cái gì đây? Trong đó có liên quan đến người tu. Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? 123 123. Thời gian không cho phép ha. Quý vị nên nhanh tay lại mất một chút đi. Rồi, đang ăn sáng nha. Trời ơi, hồi nào coi như là đến cái room này là cũng lo ăn không mà ha. Khổ thiệt. Ăn Pháp ha, nó ngon hơn chứ. Rồi phải ăn những cái đoàn thực vậy. Pháp thì ăn ngon hơn. Rồi, thôi bây giờ như vậy thì Đại Đức Pháp Trang đang bận. Quý vị quan nghỉ. Chúng ta tiếp tục. Tại sao nói rằng tại gia sinh hoạt khó? Durawasa khara dukha. Tại gia sinh hoạt khó. Trong gia đình quý vị thấy khó không? Một ngũ uẩn này thấy đã khổ rồi, thêm ngũ uẩn bà vợ ông chồng nữa là tới 10 ngũ uẩn rồi. Rồi thêm đứa con đứa cháu nữa tùm lum ngũ uẩn. Đông vui chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao nói tại gia sinh hoạt khó? Cái khó bây giờ cả tại gia cả xuất gia đó là mất dịch. Cả thế giới. Và wow, cô nữ tùy duyên hả? Rồi trời ơi, đỡ dùng cho quý vị đó. Cô tu nữ tùy duyên là con người rất là nhiệt tình ha. Rồi xin mời cô tu nữ tùy duyên. Dạ, sa thú là con kính tri ân ngài. Dạ, một lần nữa con thành kính chư tôn đức tăng. Dạ, bạch ngài, tại vì con cũng là nữ nhưng mà con cũng đã xuất gia, nhưng mà con xin nở mắt cho đại đăng đang dùng buổi sáng thì con thấy câu Phật ngôn này rất là hay. Vừa qua thượng tọa Thanh Tâm đã chia sẻ thì theo con thì cái người xuất gia thật là khó. Trước khi con chưa xuất gia, con cũng là một người tại gia. Vì sao tại gia khó xuất gia? Lúc nào, luôn luôn lúc nào người tại gia cũng có ba cái lực đẩy, cái lực cản và cái lực trì kéo. Cái lực đẩy á thu thúc mình muốn đi, nhưng mà con mình, cháu mình, con mình á, thôi mẹ ơi, mẹ đừng đi xuất gia, mẹ bỏ con hay sao? Rồi cháu mình nó nói thôi bà ơi, bà bỏ con hay sao? Rồi mình đi có được không? Rất là khó. Theo con nghĩ là người tại gia không phải là dễ. Nếu một người mà đã xuất gia được thì đó cũng là một cái nhân đã có từ quá khứ. Theo con hiểu thì nó là thật sự là một người khi xuất gia thì đã có cái duyên đó từ trong quá khứ, mình đã có gieo rồi. Còn có những người tại sao là xuất gia nhưng mà không có được luôn suốt, tại sao mà cứ đi vô rồi đi ra, đi vô rồi đi ra. Khi mà cái người đời mà thấy cái người xuất gia như vậy á, họ tự nhiên họ sân, tức là tại vì tự nhiên có một người em nhưng mà tự nhiên rất là hiểu cái vị này nhưng mà rất là thương, tại sao ổng phải khổ như vậy. Tại vì trong thời Đức Phật cũng có một vị mà cứ ra ra đi vô mà 7 lần như vậy thì vị đó cũng được đắc đạo.
Vì sao? Tại vì cái nhân của ổng, cái phước của ổng đã cản trở người ta, cho nên là bây giờ ổng phải chịu như vậy. Thì qua cái câu Phật ngôn này, con thấy người xuất gia cũng khó, người tại gia cũng khó. Nó ra thì như thế nào? Trước tiên mình vô mình phải tập giữ giới, giới của sa di, giới của tỳ khu, giới của ni. Mỗi một người có một cái giới hạnh khác nhau, và mỗi một người có rất là khó, tức là khó nói, khó xuất gia mà vô trong cái hội chúng, vô trong một cái chùa. Cũng như ngài Trí Đức nói, một cái ngũ uẩn này đã khó rồi mà thêm 5 cái, 10 cái ngũ uẩn, rồi cái đi ra ngũ uẩn này gặp ngũ uẩn kia, rồi nó không có hòa đồng với nhau thì rất là khổ, bất tương ưng rất là khổ. Cho nên là trong cái thời Đức Phật thì trong cái không nhớ là trong Tương Ưng Bộ Kinh hay Tăng Chi Bộ Kinh cũng có nói là khi giữa hội chúng lộn xộn lăng xăng gì đó, nhưng mà mình thấy như vậy thì mình ráng mình tu. Có nghĩa là mình thấy như vậy thì cái đó cũng là một cái pháp để mình nhìn thấy, để mình tu. Mình tri ân cho những người đó. Để chi? Để mình thấy được cái cảnh đó, mình cố gắng mình tu. Mình thấy người ta lăng xăng thì mình bớt cái lăng xăng của mình lại. Thì đó cũng là một cái pháp, pháp đưa đến để mình ráng mình diệt, mình tu. Khi mà mình vượt qua được cái cản, cái đẩy, cái cản lại, mình vượt qua được thì mình sẽ đi được. Còn nếu mà mình không vượt qua được thì nó, cái lực trì kéo lại, mình không thể đi được. Thì cái kéo này nó nặng quá, mình cái sức mình yếu, thì mình phải bị cái cảnh này nó trì mình lại, nó níu mình lại. Tức là gia đình, con cháu, rồi thật ra nó rất là khó, nhưng mà mình phải cố gắng như thế nào để mình vượt qua. Tại vì người xuất gia thì đi ngược dòng nước. Khi mà đi xuôi dòng nước á, mình chỉ cần, không cần mà phải cố gắng gì hết, mình chỉ cần ở trên á, mình cứ thả nó, tự nó lăn xuống, tự nó lăn xuống nha, nó lăn xuống. Còn mình đi bây giờ cái dòng nước nó chảy ngược, mình phải cố gắng làm sao mình phải đi ngược lên. Nó không phải dễ dàng. Nói thì ở ngoài nhìn ở cái người xuất gia, có người thì nói xuất gia xuống, ủa tại sao nó xuống mà tại sao không xuất gia để mà vô trong cái hội chúng nó như thế nào. Nó rất là, khi mà ở gia đình mình đã khó rồi, nhưng mà mình đến một cái chùa đó, mình phải giống như mình ở nhà, mình là chủ nhà, mình là cha, là mẹ, là vợ, nhưng mà mình có quyền quyết định trong cái căn nhà đó. Nhưng khi mình xuất gia vô trong chùa thì mình phải tuân theo một vị thầy, một vị trụ trì, một vị thầy của mình như thế nào thì mình phải hành theo cái vị đó để hướng dẫn nhiều, để đến con đường thoát khổ, lăn trôi trong cái luân hồi khổ như thế này. Nhưng mà thật, nếu mà tự nhiên thường về nói với cái cố gắng bây giờ, nếu không có xuất gia để mà gieo duyên được thì cố gắng phục vụ cung kính. Tại vì khi mình có một cái gia đình có được hai người xuất gia rồi thì bây giờ cố gắng đừng có tiếc tóc lông móng trước khi, tại vì mình chưa đi á thì mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình khi mình thấy rồi nó rất là không có đẹp gì hết á, nó không có đẹp. Tự nhiên thường nhắc với mấy đứa em là như vậy, nhưng mà cũng may nó cũng
một đứa được phân lời, nhưng mà còn bây giờ một đứa vẫn còn lang thang, vẫn còn ham chơi, cho nên là con cũng có vài lời mà để chia sẻ với đạo tràng, và con cũng đỡ mất lo đại đức Pháp Trang. Không biết là bây giờ đại đức Pháp Trang đã dùng mà sáng xong chưa, con thấy còn có vài phút nữa thôi, con tính dâng mất lại đại đức Pháp Trang hay là ngài Trí Đức để con xin mất ạ. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên ha, có gia đình rồi, ổn thỏa việc gia đình, tức là đã xuất giá rồi, bước qua xuất nhà, tức là một cái đoạn đường, một sự trải nghiệm để chúng ta thấy đời sống của chúng ta nó nhiêu khê lắm. Và có một câu nói như thế này: xuất gia xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, lối đạo đi về nơi tịnh lạc, đường đời còn lắm nỗi sầu bi. Như vậy thì đường đời và đường đạo cũng có một cái sự cách biệt với nhau, cùng có một cái lý tưởng, họ cũng là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc trong sự luân hồi, và cũng có sự hạnh phúc của cái vấn đề thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Vậy thì với câu Phật ngôn 302 là một bài học để cho chúng ta thấy người tại gia cũng khổ, người xuất gia cũng khổ, nhưng mà trong cái khổ đó có sự an lạc của nó, chứ không phải là trong cái khổ đó rồi chúng ta thấy gian nan thì bắt đầu nắng như vậy là không có một cái chí nguyện. Atitha na parami, atitha na upaparami, atitha na paramattaparami, tức là không có cái pháp độ trong đó, mà chúng ta phải quyết tâm, phải có nguyện lực, phải có một cái chí hướng nó rõ ràng, một mục đích rõ ràng trong sự tu tập, cũng như đối với người đời công ăn việc làm, có những cái sự thăng bằng trong cuộc sống, thì như vậy mới đem lại sự an vui. Không phải chỉ có người xuất gia mới giải thoát, mà người tại gia cũng giác ngộ, chứ không phải nói rằng bậc thánh chỉ để dành cho những người xuất gia, còn coi như bậc thánh không đến với người cư sĩ. Hoặc là người ta cũng có thể nói rằng người nam tu mới thành Phật, người nữ tu không thành Phật, đó là một điều sai lầm. Chúng ta phải hiểu Phật đó có ba cái cấp độ: toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Chư Phật độc giác phải thực hành 30 pháp 3 mật. Chư Phật độc giác thì 20 pháp 3 mật, và thinh văn giác thì 10 pháp 3 mật. Mà thinh văn giác thì quý vị thấy rằng các vị thinh văn giác người nữ cũng có, chứ không phải nói rằng chỉ có người nam. Đạo quả A-la-hán người nữ cũng có, chứ không phải nói là người nam mới thành Phật. Thì như vậy cái câu Phật ngôn này là một cái sự sắp tấn để chúng ta vượt qua những trở ngại. Mong rằng với thời gian 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự Thực Tọa Thanh Tâm đã triển khai hơn nửa tiếng. Sự triển khai của Thực Tọa Thanh Tâm rất là ngắn gọn trong câu Phật ngôn này, nhưng mà đó cũng là một bài pháp để chúng ta suy nghĩ, và chúng ta cố gắng thực hành theo để được sự an vui. Ở Việt Nam thì nó nóng quá, quý vị thông cảm. Cho nên khi mà nó nóng quá thì coi như sư Kim nói, chúng tôi đến cái vẻ lẹ nhẹ, cái vẻ khờ khạo, hoặc là nói không ra tiếng, thì do thời tiết, quý vị thông cảm. Gần cả tháng 2 tháng này không có những cơn mưa lớn, mà nó mưa lắc
và càng nóng thêm. Khi học như vậy thì quý vị đến với đạo tràng đó cũng là một phước duyên để chúng tôi học hỏi. Và có người cũng nhờ chúng tôi tạo những phước sự nào thì hồi hướng dùng cho bà Ngô Thị Kết, pháp danh Diệu Đức, mất ngày 9 tháng 5 năm 2020, tuổi thọ 85 tuổi. Người thứ hai là Nguyễn Thanh Cao, mất ngày 1 tháng 5 âm lịch. Người thứ ba tức là Nguyễn Thị Nga, mất ngày 30 tháng 5 2019, pháp danh Tâm Huệ. Ngưỡng mong chư hương linh này, với những thiện sự chúng tôi đang làm, và đó là một phước duyên để làm hành trang, làm tư lương cho quý vị an vui trong cái kiếp sống, dù trong cảnh giới nào, thì cũng mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phước sự này, để siêu sanh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui đó càng thêm tăng tiến. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thông thiền, xin qua lục vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa che wa che na so thi wo po tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Nha. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chị Hồng Nhật.